99 đầu 34 hải quan chính ngạch. Con này sườn lốc zin, đồ nguyên zin theo xe 100% nha các bạn. Hôm nay mình quay trong nhà nó hơi chật, anh em thông cảm. Con này 99 đầu 34 cái sườn lốc zin nó cũng còn khá là đẹp, bô gam cũng còn khá là đẹp. Thanh Lan tháng 7 99 theo xe, bô gam theo xe, lồng lỗ theo xe, yên bóng theo xe, áo zin theo xe, nói chung là đồ zin theo xe 100% nha mọi người. Máy ngon quá, gù. Nay đi công việc hay về hơi muộn, thủ quay lên hình cái. Xin quay một bên kia lại cho nó sáng cho các bạn dễ coi. Trước tháng 3 99 tăng lan, sau tháng 7 99. Nói chung là con này đầu zin theo xe 100% luôn. Có bộ áo màu tím là mình có sơn lại rồi nha các bạn, vẫn là áo zin mà mình sơn lại rồi. Thật ra mình cũng chỉ dặm thôi, tại vì thường áo zin theo xe thì nó cũng phải có gãy một vài cái bát, mình phải hàng một vài cái bát bằng thịt zin đó, bằng thịt zin rồi mài nhẵn lại dặm sơn ở chỗ những cái bát đó rồi. Chứ bộ áo 20 năm mà cũng phải làm dặm, phải có chạy xước gãy bát rồi đó, chuyện bình thường đó. Yên bóng theo xe còn rất là đẹp. Cái xe sườn lốc zin anh em chơi nhớ lấy cái nhớt tha của mình á, quét quét để bảo dưỡng ha, chứ nếu không thì nó sẽ ghẻ chóc, nó chóc giết là hết thôi đó. Thường anh em mình chơi sườn lốc zin thì cố gắng lấy cây cọ lông thỏ đó, cái nhớt tha chịu bon của mình á, quét quét để bảo dưỡng đó, nó sẽ đẹp hoài, cố gắng giữ đó. Rồi, cảm ơn mọi người đã xem clip.